thi đấu em chúc anh chị một đại dịch sức khỏe bình an trọng nhất và chúc anh chị năm mới hạnh phúc và nhiều trái ngọt hầu hết tuyệt vọng và cuối em xin được gửi đến anh chị ngày hôm nay là ca khúc về sự nghề và tương lai. Yeah.